Xin chào anh chị em đã quay trở lại với video của Kido Home. Hôm nay mình xin phép được chia sẻ đến anh chị em dòng sen cây kết hợp nóng lạnh của Inox BFV-1205S. Đây là dòng sen tắm cây kết hợp có mức giá vô cùng phải chăng và lý tưởng ở thời điểm hiện tại để anh chị em có thể mua sắm ạ. Trước mặt anh chị em đây thì nó là cái phần củ sen chia nóng lạnh anh chị em nhé. Mình gạt lên gạt xuống rất là thoải mái luôn. Bên cạnh đó thì không thể nào mà thiếu được cái vòi xả phụ rồi. Anh chị em mình sẽ điều chỉnh nước ở cái phần tay gạt đây nha, rất là thuận tiện. Ngoài ra là cái dòng sen này mình sẽ có thể là đi từ dưới lên trên là mình sẽ nhìn thấy cái bát sen phụ đúng không ạ? Bát sen phụ này thì có khá là nhiều cái chức năng đặc biệt mà mình có thể điều chỉnh được nha. Phần vị trí của bát sen mình cũng có thể di chuyển được này. Bằng cách là anh chị em mình ấn nút nha, ấn nút và di chuyển đến vị trí phù hợp thì mình thả ra. Bát sen thì là sẽ là bát sen massage khá là to. Chất liệu thì sẽ làm nhựa mạ chrome, dây sen vô cùng chắc chắn, dẻo dai, bền bỉ, mình vệ sinh rất là thuận tiện anh chị em nhé. Và tiếp theo đó đến phần bên trên ạ, thì là bát sen trần. Bát sen này thì đang có kích thước đâu đó rơi vào 200mm anh chị em nhé. Mình tắm thì sẽ có thể bao trùm toàn bộ cơ thể. Với mức giá vô cùng phải chăng như vậy mà anh chị em đã có thể sử dụng cho mình bộ sen tắm cây với chất liệu đồng mạ chrome, mình vệ sinh vô cùng thuận tiện anh chị em nhé. Và độ bền đảm bảo cao cho anh chị ạ. Đối với hãng thì sẽ bảo hành chính hãng cho anh chị em mình là 2 năm. Nếu mà có bất kỳ thắc mắc gì về sản phẩm video hay là mua hàng thì anh chị em hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình hoặc là comment ở bên dưới để cho chúng tôi được biết mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video